Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình và các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tỉnh Hưng Yên hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch đề ra. Sông từ hồ Sài Thị qua huyện Khói Châu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức ngày hội việc làm, mở ra cơ hội tìm việc phù hợp cho sinh viên. Dạy bơi cho trẻ để hạn chế đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, 133 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2019, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019. Sáng nay, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bắc Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên và dâng hương tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bắc Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tại tượng đài và nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã đóng góp nhiều công lao to lớn cho quê hương, đất nước. Tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tri ân tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên cường, nhà quân sự tài năng có nhiều công hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đại biểu tâm nguyện đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi bình ổn thị trường hàng thực phẩm, nhất là tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tới dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ lợn thịt và các trang trại. Tại hội nghị, các đại biểu đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội nghị của tỉnh. Đây là hành động kịp thời nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy tiêu thụ thịt lợn an toàn trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi. Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn an toàn. Chúng tôi sẽ liên kết với tất cả là hội phụ nữ, hội nông dân, thanh niên, công đoàn và để chúng tôi có thể triển khai được những cái hội thảo đến với người phụ nữ, người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ mở ít nhất mỗi một xã một điểm bán để cung cấp cái sản phẩm này ra thị trường. Tại Hưng Yên hiện nay thì chúng tôi đang có hai trang trại và chúng tôi muốn liên kết rất nhiều trang trại. Nhưng hiện tại thì chưa có một cái hội nghị nào, hội thảo nào để cho chúng tôi có thể là gần hơn đối với các trang trại của tỉnh Hưng Yên. Và tôi hy vọng là sau ngày hôm nay thì các trang trại sẽ cùng với chúng tôi sẽ ngồi lại để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất để mang được những cái sản phẩm thịt lợn sạch ra thị trường. Để làm được cái việc tiêu thụ nó tốt hơn thì cái điều đầu tiên là các cơ quan quản lý nhà nước là phải có cái chế tài nó chặt chẽ, mạnh lên, chế tài mạnh và chặt chẽ.
để ra để nó tránh đánh đồng giữa thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn, để cho chúng tôi những đơn vị kinh doanh thực phẩm an toàn có niềm tin hơn về cái cơ chế chính sách của nhà nước, cơ chế kiểm soát dịch bệnh. Bên cạnh đó, cho phép lưu thông, giết mổ đối với lợn khỏe mạnh, an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động mua bán vận chuyển, giết mổ lợn khỏe mạnh an toàn trên địa bàn tỉnh, xây dựng triển khai ngay các điểm bán thịt lợn an toàn tại các khu vực tập trung dân cư, thị trấn, thị tứ, thành phố để vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, vừa góp phần đẩy mạnh tiêu thụ lợn an toàn đã đến thời điểm xuất chuồng. Mời gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư các cơ sở giết mổ tập trung đi kèm với hệ thống sơ chế, kho lạnh, bảo quản, đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến, các hệ thống siêu thị, kinh doanh, phân phối thực phẩm, tạo thành chuỗi liên kết vững chắc giữa người chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến, doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho tiêu thụ thịt lợn. Tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết biên bản tiêu thụ thịt lợn giữa các trang trại, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh với các thương nhân phân phối, kênh siêu thị kinh doanh, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang tiếp tục yêu cầu các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, băng rôn khẩu hiệu để người dân hiểu rõ dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm và gây bệnh ở người, để người tiêu dùng không quay lưng với thịt lợn. Cùng với đó, tăng cường công tác phòng dịch, dập dịch không để lây lan, phát hiện xử lý sớm các điểm phát sinh, duy trì nghiêm hoạt động ở các chốt kiểm dịch, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động mua bán vận chuyển, giết mổ lợn khỏe mạnh an toàn, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp gây khó khăn cản trở hoạt động mua bán giết mổ lợn khỏe mạnh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi xa khu dân cư áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, thành lập các mô hình hợp tác xã liên kết, các chuỗi. Các huyện thành phố phải xây dựng các điểm tiêu thụ thịt lợn an toàn, đồng thời xây dựng các điểm giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động doanh nghiệp chế biến, hệ thống các siêu thị, các bếp ăn tập thể cùng chung tay tiêu thụ thịt lợn và sớm công bố các cơ sở chăn nuôi giết mổ chế biến thực phẩm an toàn để doanh nghiệp, người tiêu dùng được biết. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng kỳ 12 khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức cho hơn 30 doanh nghiệp tham dự diễn đàn kinh tế khu vực Duyên Hải phía Bắc và 3 doanh nghiệp tiếp xúc gặp gỡ tại Hà Nội với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác, đã kết nạp được 6 hội viên tham gia vào hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tích cực nắm bắt thông tin, tổng hợp kiến nghị khó khăn, vướng mắc để báo cáo lãnh đạo tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ, tích cực tuyên truyền, giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham gia thành viên hiệp hội để cùng chia sẻ, học hỏi, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Hoạt động trưng bày nhằm tuyên truyền giới thiệu quảng bá về truyền thống, bản sắc văn hóa, những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình tới đông đảo nhân dân Hưng Yên và khách tham quan, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua đó, có phần tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Với gần 300 tài liệu hiện vật, hình ảnh trưng bày trên 9 chủ đề: bộ sưu tập trống đồng, xanh đồng, bộ sưu tập chiêng đồng, bộ sưu tập gốm cổ, đồ gia dụng người Mường, nghề dệt thổ cẩm, không gian văn hóa mo Mường, một số bài thuốc chữa bệnh, ẩm thực xứ Mường, một số lễ hội và đời sống sinh hoạt tiêu biểu của người Mường. Thời gian trưng bày diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ không khí cao là điều kiện để các loại sâu bệnh trên cây ăn quả tấn công gây hại, đặc biệt là trên cây nhãn vải. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất chất lượng khi thu hoạch.
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, thời điểm hiện tại sâu đục cuống quả vải đang vụ hoa rộ để đẻ trứng, mật độ bướm phổ biến từ 0,5 đến 1 con một cành, nơi cao từ 2 đến 3 con một cành, cá biệt có vườn từ 7 đến 9 con một cành. Trên nhãn sâu xuất hiện rải rác. Ngoài ra bệnh sương mai, thán thư, bọ trĩ và sâu đục cuống quả xuất hiện và gây hại nhẹ rải rác. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, bệnh rất dễ gây hại ra diện rộng. Do vậy bà con cần phòng trừ sớm. Với bệnh sương mai và bệnh thán thư cần phòng trừ sớm bằng thuốc Phytocide 50VKP, Metacin 500VKP, Docide 45VKP, Ridomin 68VKG, sâu đo bọ xít xuất hiện mật độ cao cần phòng trừ bằng thuốc Dalen 2EC, Angun 5VKG, Charbon 20VKP, phòng trừ sâu đục cuống quả vải bằng các thuốc nội hấp như Vitaco 40VKG, Peribaton 5SC. Những vườn có mật độ sâu trưởng thành cao cần phun thuốc có tính tiếp xúc ở phía trong của tán cây và thuốc nội hấp ở phía ngoài tán. Bà con lưu ý tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng, chỉ dùng thuốc khi cần thiết. Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành phố cần hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc 4 đúng. Tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian qua, tại khu vực sông Tử Hồ, Sài Thị, qua các xã Thuần Hưng, Phùng Hưng và Đại Hưng của huyện Khoái Châu, bị ô nhiễm nhiều loại rác thải bốc mùi hôi thối, phủ kín nhiều đoạn trên sông. Một số người dân sống dọc hai bên sông cho biết, tình trạng rác thải gây ô nhiễm đã xuất hiện từ nhiều ngày qua, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục khiến con sông đang có nguy cơ bị bức tử. Người dân cho biết, những ngày nắng, mưa rất khó thở vì phải hứng chịu mùi ô nhiễm bốc lên. Anh Đào Xuân Thủy, xã Thuần Hưng cho biết, nhiều lần thấy cả xe rác thu gom tại các thôn, xã mang đổ xuống lòng sông, nhiều đoạn nước chuyển màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tình trạng gọi là ô nhiễm này là rất là lâu rồi, mà tôi thường thấy là tối là một hay là buổi trưa là tranh thủ đi là không giờ mang ra bãi phát rác, mà đây cách bãi rác rất là gần, thế nhưng người ta cứ tiện đây là đến cầu này người ta vứt xuống sông này, đấy, các cái bao tải rồi là các cái ấy đây là hoàn toàn coi là người ta tự rác người ta cứ ra đây là người ta vứt xuống, nên cái này ô nhiễm mà mùi hôi thối mà chúng tôi đi qua đây rất là sợ, mùi nồng nặc lắm đấy. Và mà tôi nói chưa nói bây giờ cái nước này mà lại bơm lên tưới ruộng nữa thì không biết là ô nhiễm lên đâu nữa. Lượng rác thải phủ kín mặt sông chủ yếu là chai nhựa, bao tải rác, đệm ga, mút xốp, xác động vật. Điều đáng nói ở đây là con sông chính cung cấp nước cho hàng nghìn hecta lúa và cây rau màu của huyện Khoái Châu. Tình trạng nước thải, rác thải đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân cả vùng. Tính đến hết ngày 25 tháng 4, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổng điều tra dân số và nhà ở, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Từ ngày 1 tháng 4, trên 1.400 điều tra viên đã trực tiếp thu thập thông tin tại 2.253 địa bàn điều tra với gần 378.000 hộ dân cư và 409 địa bàn đặc thù với 5.000 nhân khẩu đặc thù. Qua đánh giá, công tác tổng điều tra diễn ra thuận lợi, đa phần người dân ý thức được việc cung cấp thông tin cho điều tra viên nên rất nhiệt tình hưởng ứng. Sử dụng phiếu điện tử để thu thập thông tin đã giúp việc tổng điều tra có tiến độ nhanh hơn. Các đơn vị hoàn thành xong trước kế hoạch gồm thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ và huyện Tiên Lữ. Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019. Kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2 năm 2020. Sáng nay tại cơ sở 1, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2019. Đây là cơ hội để các sinh viên của trường và các doanh nghiệp gặp gỡ tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ năng lực của mình. Tham dự Ngày hội Việc làm có trên 2.000 sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 đang theo học tại trường, với 40 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như cơ khí, dệt may, công nghệ thông tin, điện, điện tử, biên dịch, tài chính kế toán. Trong đó, ngoài các doanh nghiệp trong nước, còn có các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại Ngày hội Việc làm, các doanh nghiệp đã tiến hành giới thiệu về công ty mình, tư vấn hướng nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng những sinh viên năm cuối của nhà trường vào các vị trí việc làm thích hợp. Một số doanh nghiệp đã nhiều lần đến dự và tuyển sinh viên của trường trong Ngày hội Việc làm các năm trước và đều có ấn tượng tốt với sinh viên sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Các đối tác Nhật Bản, các công ty Nhật Bản đã đánh giá về cái chất lượng của các kỹ sư, các sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ra trường rất là tốt về trình độ chuyên môn, và chúng tôi cũng kết hợp với nhà trường để đào tạo tiếng cho các bạn trong quá trình học tập tại trường. Chính vì vậy thì
đáp ứng cái đầu ra đúng theo cái yêu cầu, cái tiêu chí của bên thị trường Nhật Bản rất là tốt. Nay quy mô công ty đang là 94 nhân sự, trong đó thì có đến 12 nhân sự là đã tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên ra. Thì đối với cả trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, khi mà sinh viên từ năm thứ 3 trở ra thì họ có liên kết với hệ thống các doanh nghiệp để cho sinh viên đi thực tập. Do vậy thì trong quá trình thực tập thế các em đã tiếp cận với công việc thực tế ngoài doanh nghiệp rất là nhanh. Do vậy khi mà chúng tôi tuyển dụng đầu vào, ngay từ lúc vào thì các em đã tiếp thu và cũng như đáp ứng được các cái kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của công việc được giao. Qua sự kiện này, các em sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, được tư vấn, giao lưu trực tiếp với các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng để tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thực tế. Ngoài ra, sinh viên của trường còn được thử sức với các cơ hội việc làm hấp dẫn, từ đó thêm sự cọ sát để tham gia ứng tuyển vào các vị trí, ngành nghề khác nhau sau khi ra trường. Đến với ngày hội việc làm hôm nay thì em hy vọng sẽ tìm kiếm được cho mình một công việc để có thể là chắp cánh cho tương lai của em sau này khi ra trường. Đối với bọn em đây là một cơ hội rất là thiết thực. Bọn em chưa có kinh nghiệm và chưa có nhiều cái nơi để mà phát triển cái khả năng của mình. Nhưng mà quý công ty đã cùng với nhà trường phối hợp đến và tuyên truyền cũng như là giới thiệu về các cái ngành nghề phù hợp với bọn em, từ đó tạo điều kiện cho bọn em để có thể chọn được cái ngành nghề phù hợp với cái những gì mà mình đã học ở trường. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đơn vị tổ chức ngày hội việc làm đã có được những phản hồi của các doanh nghiệp về công tác đào tạo của nhà trường. Doanh nghiệp cũng chia sẻ thông tin về những lĩnh vực ngành nghề hiện nay xã hội đang có nhu cầu, cũng như những kiến thức kỹ năng mà người học cần trang bị để đáp ứng tốt hơn trong thời đại công nghệ 4.0, giúp cho nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Năm nay thì nhà trường cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo và có sự tham gia của doanh nghiệp đến từ các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, một số tỉnh lân cận. Về ý nghĩa của ngày hội việc làm thì đây là một cái cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp để các em để doanh nghiệp tuyển chọn cho mình những cái nhân sự phù hợp, và đối với sinh viên thì các em có cơ hội được ứng tuyển vào các cái vị trí việc làm mà doanh nghiệp mong muốn. Sau một ngày tổ chức ngày hội việc làm, đã có gần 1.500 sinh viên đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm của doanh nghiệp sau khi các em ra trường. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn kháng toàn bộ kháng sinh, kể cả loại mạnh nhất, bệnh nhân chỉ còn cách để cơ thể tự chống đỡ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong khi nhiều quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1 có hiệu quả, thì Việt Nam đã phải sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Tại Bệnh viện Bạch Mai, đã có rất nhiều bệnh nhân bị đa kháng thuốc, kháng mở rộng và toàn kháng. Với trường hợp toàn kháng, khi đó bác sĩ cũng bất lực, chỉ có thể giúp bệnh nhân truyền dịch, nâng cao thể trạng, tăng cường dinh dưỡng để cơ thể tự chống đỡ với vi khuẩn. Tại tỉnh ta, tình trạng kháng kháng sinh thường gặp tại trẻ nhỏ. Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh có hơn 30% trẻ tái nhập viện trong tình trạng bị kháng kháng sinh, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị. Theo các bác sĩ, để hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, ngoài nỗ lực từ bệnh viện, từ nhân viên y tế, bản thân cộng đồng, người dân cũng phải có trách nhiệm. Đặc biệt cần hạn chế việc mua kháng sinh không có đơn, không sử dụng kháng sinh theo kiểu truyền miệng. Cuối chương trình là chùm tin thể thao. Chiều ngày 25 tháng 4 tại sân Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra trận đấu tâm điểm của vòng 4 giải hạng nhất quốc gia 2019 giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Phố Hiến. Đúng như kỳ vọng, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, kịch tính với 6 bàn thắng được ghi. Với lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, câu lạc bộ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh liên tục gây sức ép về phía khung thành bên phía câu lạc bộ Phú Hiến. Đội chủ nhà đã có được liên tiếp 3 bàn thắng do công của Văn Long, Hữu Quý và Đức Nam lần lượt ở các phút 21, 30 và 39. Tưởng như đội bóng Hà Tĩnh sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng những phút sau đó thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã thi đấu nỗ lực. Phút cuối cùng của hiệp 1, tiền đạo Xuân Nam ghi bàn trên chấm 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho câu lạc bộ Phú Hiến. Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người do thủ môn Sĩ Huy bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị truất quyền thi đấu, đội bóng của Hưng Yên đã thi đấu ép sân đối thủ và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 74 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Đức Lợi. Tới những phút bù giờ, cũng từ một pha đánh đầu, Xuân Nam ghi bàn thắng quan trọng, ấn định tỷ số hòa 3-3. Với một điểm có được trong trận đấu này, câu lạc bộ Phú Hiến duy trì mạch trận bất bại, có được 8 điểm sau 4 vòng đấu và tạm vươn lên ngôi đầu bảng.
Trận đấu tiếp theo vòng 17 giờ Chủ nhật ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ gặp câu lạc bộ Tây Ninh trên sân nhà tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tham dự giải có 335 vận động viên đến từ 39 đơn vị của các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung chạy 100m, chạy 800m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng đối với cấp trung học cơ sở và đẩy tạ đối với cấp trung học phổ thông. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải nhất toàn đoàn khối phổ thông trung học thuộc về trường trung học phổ thông Nam Khói Châu, giải nhì là trường trung học phổ thông Văn Giang, trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám và trung học phổ thông Nghĩa Dân giành giải ba. Đối với khối trung học cơ sở, phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Giang giành giải nhất, phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Lâm giành giải nhì, giải ba thuộc về phòng giáo dục và đào tạo huyện Khói Châu và phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.